chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 1, trang 190, sách giáo khoa địa lý lớp 6, bộ sách Cánh Diều. Hãy nêu những tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống của con người. Những tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống của con người là: thiên nhiên cung cấp cho con người thức ăn, nước uống, không khí để thở. Ngoài ra, thiên nhiên còn cung cấp cho con người nhiều nguồn tài nguyên như đất, khoáng sản, gỗ, các nguồn năng lượng để phục vụ cho hoạt động sản xuất. Như vậy, cô và các em đã hoàn thành câu hỏi mục 1, trang 190, sách giáo khoa địa lý lớp 6, bộ sách Cánh Diều. Các em hãy truy cập trang lờiGiảiHay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo.